Anh ơi, bộ bàn ghế sau lưng anh đẹp thế, có bán không anh? Đây là bộ bàn ghế bằng nu nghiến nha. Chắc là em chưa xem hết những cái clip mà lần trước anh có làm. Và cái bộ bàn ghế bằng nu nghiến này, nó có hai điểm cực kỳ đặc biệt mà anh muốn chia sẻ với em. Thứ nhất là tất cả những cái mặt của cái ghế này, cái đôn này, cái bàn này, rồi kể cả cái đoạn dài kia đều là liền nguyên tấm nha. Làm dạng khung tranh bên ngoài nhưng mà cái mặt này là nguyên tấm, không có ghép bất kể một cái điều gì. Và thứ hai đấy là các cái vân nu ở trên cái bộ phôi, bộ bàn ghế nu nghiến này thì đều có cái vân mà nó giống như là cái vân của cái xoáy chân chó. Trong cái dòng mà nu hương, nếu như mà em mà đã chơi rồi thì em sẽ thấy là nu hương mà có những cái xoáy chân chó là cái loại nu rất đẹp. Thì cái bộ nu nghiến này nó sở hữu được rất nhiều những cái mảng vai, ở mảng dựa của cái ghế này, nó có những cái phần nu chân chó cực kỳ đẹp. Và bên cạnh đó thì cái bộ bàn ghế này nó có một cái tay rất là to nhá. Cái tay này là size 16 này. Tay size 16, mặt liền nguyên tấm, tất cả những cái vết mối ghép các thứ là 15 năm nay đều rất là im rồi. Và chắc chắn là em cũng sẽ rất là khó có thể tìm được một cái bộ bàn ghế nu nghiến mà nó đẹp như này trên thị trường nữa. Và những cái thông tin trên mà đã đủ thuyết phục em và em cảm thấy thực sự là vào chung kết thì cứ ới cho anh nha. Anh em mình sẽ cùng làm việc nha.